Chúa ở cùng anh chị em và Bà... ở cùng cha. Bài thi tinh mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, Vinh danh Chúa. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người. Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ là Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đức Giêsu trả lời, Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông Nicodemo thưa, một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lòng thứ hai để sinh ra sao? Đức Giêsu đáp, thật tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi nói các ông còn phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Đó là lời chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trí Tin Mừng theo Thánh Doan, chương 3 câu 1 đến câu 8. Rất là xúc tích, cái chương này vẫn rất còn rất là dài bởi vì cuộc đối thoại ban đêm giữa Đức Giêsu và một trong những thủ lãnh của người pha ri đó là Nicodemô, ông đến gặp Chúa ban đêm để đàm đạo với Chúa. Bài cả ba bài đọc của ngày hôm nay, ngày thứ hai của tuần thứ hai Phục Sinh cho chúng ta thấy chủ đề chính thưa anh chị em đó là chủ đề thần khí và chúng ta xem thử thần khí quan trọng như thế nào trong đời sống của một con người đời sống đức tin của cộng đồng tín hữu và cái từ thần khí được dùng ở mỗi bài đọc bằng cách thức nào chúng ta đi vào phân tích để từ đó chúng ta suy niệm thưa anh chị em chúng ta thấy cuộc gặp gỡ giữa đức giêsu và ông Nicodemo thì ông bắt đầu khen khen ngợi chúa ông nói thay thưa thầy chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được thiên chúa sai đến quả vậy chẳng ai làm được những dấu là thầy làm nếu thiên chúa không ở cùng người ấy khi ông khen chúa ông ông thừa nhận là những gì chúa giêsu làm đến từ thiên chúa điều đó trái ngược với người pha ri -xêu. đức giêsu trả lời trong câu trả lời của người chúng ta để ý có hai phần. Phần thứ nhất này là Thật tôi bảo thật ông không ai có thể thấy Chúng ta nhớ là chúng ta gạch dưới cái chữ thấy Không ai có thể thấy nước Thiên Chúa Nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên Thì đương nhiên ông kia ông hiểu Cái sinh ra thêm một lần nữa theo cái nghĩa là uh, Khi ông nói là tôi già rồi chẳng lẽ chui vào lòng mẹ để sinh ra lòng thứ hai thì lần thứ hai chúng ta thấy phần thứ hai Chúa Giêsu nói này thật tôi bảo thật ông không ai có thể vào nước thiên chúa để ý gạch dưới chữ vào ở trên kia là không ai có thể thấy nước thiên chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên còn dưới này thì là không ai có thể vào nước thiên chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí như vậy thì thưa anh chị em thấy trước rồi vào mới vào đó là một tiến trình sư phạm chúng ta thấy nhưng ở đây uh, cái cái thuật ngữ để chỉ chúa thánh thòn này nếu lần thứ nhất là nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên ơn trên đó là chính thánh thòn là chính chúa thánh thòn đón từ trên cao đón đến đó đón người đến cho nên cái chữ thuật ngữ bởi ơn trên tức tức là nghĩa là bởi Chúa Thánh Thần. Rồi bởi giờ sau đó Chúa mới lần thứ hai Chúa mới xác định rõ thêm thấy Nicodemo không hiểu thì Chúa mới nói là thật tôi bảo thật ông không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước trên kia là không sinh ra bởi ơn trên dưới này là không sinh ra bởi nước và thần khí không sinh ra bởi nước và thần khí như vậy thì rồi Chúa mới xác định rõ thêm cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ý chú muốn nói gì đây thưa anh chị em? Ý chú muốn nói đến hai cái cuộc sống, hai cái cuộc sinh hạ. Cuộc sinh hạ đầu tiên bởi xác thịt đó là nghĩa là sinh hạ tự nhiên. À, chúng ta sinh ra làm người, có cái cuộc sống bình thường. Còn cái mà sinh hạ bởi thần khí đó khi Ngài nói là cái bởi thần khí sinh ra là thần khí, có nghĩa là nói đến việc sinh hạ trên bình diện siêu nhiên. À, chúng ta được sinh lại à, trong thần khí nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, tức là ngay từ phép rửa. Ngay từ phép rửa chúng ta nhận một cái cuộc sinh hạ mà sinh hạ trên bình diện siêu nhiên, ơn thánh, chứ không còn là sinh hạ trên bình diện tự nhiên nữa. Đó để chúng ta hiểu được cái khái niệm mình đó. Rồi, chú nói tiếp này, các ông uh, còn phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông đừng ngạc nhiên khi tôi đã nói các ông còn phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Như vậy có hai lần sinh, thưa anh chị em. Lần sinh thứ nhất theo xác thịt, theo con đường của tự nhiên, sự sống tự nhiên. Lần sinh thứ hai, theo con đường của thần khí, sinh ra bởi thần khí nhận được cái sự sống siêu nhiên, sự sống thiên liêng. đó như vậy thì để sống cho đúng nghĩa của kiếp người thân chèm bởi vì con người của chúng ta gồm ba phần không thể tách rời nhau thể lý, tâm lý và tâm linh như vậy thì để cho chiều kích tâm linh được khai sáng và được khai mở về với tuyệt đối để cho chiều kích tâm linh của hậu thể người chúng ta được nối với ba ngôi Thiên Chúa, thì chúng ta còn phải có một cuộc sinh lại, mà lần này là trong thần khí, có nghĩa là bởi phép thánh tẩy, bí tích rửa tội. Cho nên chúng ta thấy tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần trong việc đưa chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Đó, đó là bài tin mừng, thưa anh chị em. Chúng ta, như vậy thì từ bài tin mừng chúng ta rút ra bài chúng ta cái, cái, cái kết luận như thế nào không thể thấy và vào nước thiên chúa nếu không được sinh ra bởi ơn trên hay là bởi nước và thần khí là như vậy nước ở đây là biểu tượng của phép thánh tẩy rồi cũng cùng một chủ đề đó nhưng mà bởi vì thánh vịnh thánh vịnh hai bài đáp ca trước từ thánh vịnh hai thánh vịnh thì nằm trong cái phạm trù của thi ca cho nên từ ngữ rất là bóng bẩy cho nên chúng ta phải để ý lắm mới nhận ra được chủ đề chung với bài đọc tin mừng và bài đọc 1, thưa anh chị em bây giờ chúng ta nghe nghe qua cái cái bài đáp ca để coi thử là cái từ nào nói về chúa thánh thần sao chư dân lại ồn ào náo đồng sao vạn quốc dám bày kế viễn vong? vua chúa tròn gian cùng nổi dậy vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại đức chúa chống lại đón người đã sức giàu phong vương chúng bảo nhau xiên xích họ nào ta bệ gãy gông cùng họ ta hãy quản đi chúa ngự trời cao thấy thế bọc cười người chế nhạo bọn chúng rồi nổi tròn lôi đình người quát nạt trút cơn thịnh nộ khiến chúng kinh hoàng rằng chính ta đã đặt vị quân vương ta tuyển chọn lên trị vì Sion núi thánh của ta. Tông vương lên tiếng, tôi xin đọc sắc phong của Chúa, người phán bảo tôi rằng con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Con cứ xin rồi Cha ban tặng muôn dòng nước làm sẵn nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phòng lãnh địa con sẽ dùng trường sắt đập chúng tan tành, nghiền nát chúng như đồ sành, đồ gốm. Đó là đoạn trích của Thánh Vịnh 2 trong bài đọc ca giáo hội cho chúng ta nghe. Như vậy, cái từ nào nói về Chúa Thánh Thần? Thưa, chỗ này nè, làm vua chúa Trần gian cùng nổi dậy phương hầu khanh tướng rập, rập, mưu đồ chống lại Đức Chúa, chống lại đón người đã sức giàu phong vương. Ai sức giàu phong vương? Thưa thần khí, thưa anh chị em. Ở sông Giọt Đan, khi Chúa Giêsu ngoi lên khỏi nước sau phép um, thanh tẩy của Gioan thì là thần khí ngự đến để sức dầu phong vương. Uh, sai Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng, liền sau khi được nhận phép rửa của Gioan thì Chúa Giêsu vào trong hoang địa. Đây đây thần khí, được thần khí thúc đẩy vào, đẩy vào trong hoang địa, rồi sau khi 40 ngày chay tịnh và thắng chứ cấm dỗ, rồi Tin mừng Luca nói tràn ngập thần khí một lần nữa và đức giêsu bắt đầu đi rao giảng bắt đầu đi rao giảng ở miền bắc galilee trước đó chúng ta thấy như vậy cái 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 khái niệm sức giàu phong vương hay là sức giàu nói chung sức giàu sai đi thì thường đó là cái công việc của chúa thánh thòn như vậy thì việc sức giàu này tức là nói đến nhờ phải nhờ thánh thòn như vậy liên quan đến bài tin mừng là thần khí rồi bây giờ ở trong đây khi mà đọc cái sắc phong phong tức là phong vương đó mà cho phong vương hay là phong um, tư tế hay là phong ngôn sứ đó trong cựu ước là thường người ta sức giàu và khi nó đến giàu là một trong những biểu tượng của chúa thánh Thần nữa đó. thì ở đây chúng ta thấy là tông vương tức là vị vua mới đó nói đọc cái lên tiếng là tôi đọc sắc phong vương của Chúa, người phán bảo tôi rằng con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Điều này báo trước cái, lời ngôn sứ mà y như là một cái lời thiên tri báo trước cái lời của Chúa Cha ngọ với Chúa Giêsu lúc người ở trong so do đanh hay là lúc người ở trên núi ta bo đó mà hai nơi đó là sau khi thần khí biểu hiện thì nghe được tiếng Chúa Cha phán điều này, như vậy rõ ràng chúng ta thấy ở đây, Thần khí là đóng sức dầu phong vương. đồng thời Thần khí là đóng thiết lập tương quan phụ tử giữa ta với Chúa là Cha. Theo cái bài thánh vịnh này. Đó, con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con, nhờ phong vương nhờ Thần khí phong vương. Đó, mà cái vị tông vương này nghe được tiếng Chúa Cha chúng ta thấy tầm quan trọng như vậy thì mà ừ, chúng ta trở thành con của cha nhờ cái gì thưa nhờ nước thanh tẩy nhờ bí tích rửa tội như vậy thì rõ ràng hai cái phần ở trong bài thánh vịnh hai hai này mà giáo hội cho chúng ta nghe như đáp ca là lấy lại hai cái từ mà đức giêsu nói trong bài tin mừng là nếu không sinh ra bởi nước và thần khí thì sẽ không thấy và không vào được nước Thiên Chúa Còn trong bài Thánh Vịnh thì nói rằng là Nếu không có nhờ thần khí phong vương Và không nhờ thần khí củng cố cái mối liên hệ Phụ tử giữa ta với Thiên Chúa là cha Thì chúng ta không thể nào thắng được thế gian đó, Anh chị em đọc lại Thì Thánh Vịnh sẽ thấy cái ý nghĩa điều đó Và cuối cùng là bài đọc một, trích từ sách công vụ tông đồ chương 4 câu 23 đến câu 31 cũng chủ đề về thánh thần. Rất là logic, thưa anh chị em. Nó gồm ba phần, phần đầu và phần kết, phần giữa là một lời nguyện. Ở đây, chúng ta cũng nên nghe qua để biết có cái, cái kiến thức về thánh kinh và nhớ cái nội dung. Hôm ấy, sau khi được thả về, hai ông phê và Doan đến với các anh em và thuộc lại mọi điều các thượng tế và kỳ mục đã nói với hai ông. Có nghĩa là Phêrô và Gioan những ngày trước trong, ở cái phần đầu của chương 4 thì đã bị bắt. Phần đầu chương 4 là bị bắt, bị tra tấn, bị nhốt, nó rồi bị thẩm vấn, thưa anh chị Rồi bị cấm nữa, trước khi thả về họ còn cấm, ra lệnh cấm không có được rao giảng nhân danh cái ông Giêsu đó. Thì sau khi được thả, hôm nay giáo hội cho tôi nghe phần kế tiếp, được thả về thì uh, John và phêrô về um, thì gặp lại các uh, các cộng đồng, gặp lại cộng đồng các Kitô hữu đầu tiên các anh em. Um, thì uh, các ông kể lại những cái chuyện mà thượng tế và kỳ mục hay là giáo quyền Do Thái đã ngâm đe uh, cấm cách các ông thì chúng ta để ý này. Nghe vậy họ tức là toàn thể cộng đồng các Kitô hữu đầu tiên đó đang hợp nhau đó. Họ đồng tâm nhóc trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa. À, tức là đứng trước cái đe dọa, thưa anh chị em. Đứng trước cựu bách hại đang chuẩn bị được tăng cường từ phía giáo quyền Do Thái. Đứng trước những lời đe dọa như vậy thì làm gì? Họ chạy vào, họ chạy đến Chúa và họ đồng tâm nhóc trí Có tiếng lên. Chúng ta thấy ở đây cái chữ tâm và trí nó đi đôi với nhau, tức là con người thể hiện qua hai cái cái chiều kích đó. Tâm là trái tim, trí là tri thức. Chúng ta thấy rất là quân bình giữa tâm và trí, đồng tâm nhóc trí có nghĩa là gì? Cái cộng đồng đó rất là tuyệt vời, tâm đầu ý hợp. Ý nói như vậy. Và họ bắt đầu họ cầu nguyện thì họ cầu nguyện dài một hồi thì khi họ cầu nguyện xong chúng ta nghe họ cầu nguyện xong phần cuối đó câu 31 thì nơi họ hợp nhau rung chuyển ai nấy được đều được tràn đầy thánh thần và đất đầu bắt đầu mạnh dạn nói lời thiên chúa thưa anh chị em rõ ràng họ th cảm thấy bụng rủng hay là lo âu trước những lời đe dọa à, cấm cách và hăm giết của giáo quyền do thái sau khi họ thỏa phêrô và doan về chính vì vậy mà họ đồng tâm nhất trí cầu nguyện với nhau và khi cầu nguyện rồi các chị em họ cầu nguyện rồi là hồn khí của Chúa ập xuống trên họ và họ không còn sợ hãi nữa cái nỗi sợ biến đi và họ mạnh dạn tiếp tục nói lời rao giảng lời thiên chúa và rao giảng danh quyền năng của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Bây giờ chúng ta thử hỏi làm, thử xem thử là cái nội dung như thế nào, họ cầu nguyện như thế nào mà đến nỗi mà sau lời cầu nguyện là thánh thần xuống một cách hữu hình như vậy, mà tại sao ngày nay không có không có cái chuyện đó nữa? Chúng ta để ý nghe cái nội dung, bởi vậy khi chúng, chúng ta thấy, thấy cái kết quả là họ đồng tâm nhóc trí với nhau, tâm đầu ý hợp để cầu nguyện. Rồi kết quả là gì? Thần khí xuống tràn ngập Ờ, trên họ và họ không còn sợ nữa. Đó. Thì chúng ta phải tò mò tự hỏi là cái nội dung cầu nguyện như thế nào mà tuyệt vời và quyền năng như thế? Thưa anh chị em, chúng ta cùng nghe nội dung cầu nguyện này. Lạy Chúa Ngài là đóng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. À, từ cái chỉ cái câu này thôi đó là cái lời tuyên tín, lời tuyên xưng đức tin vào thiên chúa là đón sáng tạo, đón nắm quyền sự sống trong tay mình. Chúng ta thấy uh, cộng đồng kia tôi hữu đầu tiên này họ khéo léo lắm. Uh, uh, khi mà họ tuyên xưng như vậy ý chúa, ý họ muốn nói gì với chúa? có nghĩa là sự sống, mạng sống của chúng con ở trong tay ngài, bởi vì ngài dựng nên tất cả mà, mà bây giờ cái mạng sống tụi con đang bị đe dọa. Uh, đang có nguy cơ bởi giáo quyền do thái cho nên khi tuyên xưng điều này ý muốn nói rằng chúng con giao mạng sống này trong tay chúa là đón đã tạo dựng nên mà nếu như ngài tạo dựng nên thì ngài có bổn phận phải bảo vệ cái, cái công trình cái kiệt tác sự sống là chúng con mà ngài tạo nên ngài không thể để cho người do thái hay giáo quyền do thái phá hoại cái công trình của ngài được nó bởi vì sao bởi vì ngài là đấng toàn năng và đấng Quang phòng chúng ta nghe tiếp này ngài là đấng đã nhờ thánh thần dùng miệng tổ phụ chúng con là david tôi trung của ngài mà phán sao chư dân tức là ở đây cộng đồng trong lời nguyện của họ họ trích lại cái thánh vịnh hai mà chúng ta mới vừa nghe sao chư dân lại ồn ào náo động sau vạn quốc dám bày kế viễn vong vua chúa tròn gian cùng nổi dậy vương hầu khanh tướng lập mưu đồ chống lại đức chúa chống lại đón người đã sức giàu phong vương đó thì họ trích cái lời này à, họ trích cái lời này mà cái lời này ở trong thánh vịnh hai đó thưa anh chị em là sau khi trích cái lời này xong thì trong thánh vịnh hai cái phần kế tiếp của cái lời đó đó là gì chúa ngự trời cao thấy thế bọc cười người chế nhạo bọn chúng rồi nổi trọn lôi đình người quát nạt trút cơn thịnh nộ khiến chúng kinh hoàng à như vậy thì rõ ràng là sau khi nói rằng mạng sống chúng con nằm trong tay chúa rồi thứ hai là họ tuyên xưng cái quyền năng quan phòng của chúa chúng ta thấy họ tuyên xưng như vậy hai, hai cái điều tiên tuy, tuyên xưng là tuyên xưng chúa là đóng tạo nên sự sống và bảo vệ sự sống thứ hai là tuyên xưng chúa là đóng quan phòng quyền năng có thể khống chế các quyền lực của sự ác của vua chúa của thế gian đó cho nên họ nói khi nói đến vua chúa thì họ trong lời nguyện của họ tiếp này chúng ta nghe đúng vậy herodê phongsia philato Phong cùng với chư dân và dân Israel đã toa rập trong thành này chống lại tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu. Đóng Ngài đã sức giàu, chúng ta thấy ở đây có thánh thần sức giàu bởi thánh thần đó. Như thế họ đã thực hiện tất cả những gì quyền năng và ý muốn của Ngài đã định trước. Thưa anh chị em, ở đây cộng đồng ký thư hữu đầu tiên giải thích cái biến cố Đức Giêsu bị bắt, bị đóng đinh, bị giết, chết đó là coi như là họ thay vì oán hận, thay thế thì giải thích thích một cái biến cố đó một cách tiêu cực để kết án người Do Thái thì họ nhìn đó như là cái chương trình quan phòng của Thiên Chúa đã thiết đặt thiết định trước vậy. Cho nên có nghĩa là một một hình thức mà tín thác vào sự quan phòng của Chúa. À, nếu như Chúa để xảy ra chuyện đó cho đóng thánh của Ngài là Đức Giêsu đó thì là đương nhiên Chúa có cái chương trình quan phòng của người rồi trước rồi cũng vậy ý các vị Tô hữu đầu tiên khi mà nói đến cái trong lời nguyện mà nói đến chỗ này là ý muốn nói rằng là gì điều gì xảy ra cho chúng con đều không ngoài ý Chúa đều đều nằm trong cái chương trình quan phòng tình yêu cứu độ của Chúa khi ngầm ý nói như vậy là họ ngầm ý tin tưởng tín thác vào Chúa. Đó. Cho nên thôi cái chuyện đó để Chúa lo, Chúng con không, không lo nữa. Bây giờ họ bắt đầu xin hai điều, anh chị em nghe. Giờ đây là Chúa xin để ý đến những lời ngâm đe của họ và cho các tôi tớ ngài đây được nói lời ngài với tất cả sự mạnh dạng. họ họ xin cho được cái ơn can đảm đừng đừng có sợ trước cái lời đe dọa giết chết của người Do Thái nữa. Đó, chúng ta thấy cái lời xin cái xin ơn thứ nhất, xin ơn thứ hai là gì? Xin giơ tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ điềm thiên nhân danh tôi tớ thánh của ngài là Đức Giêsu. Vậy thôi, hai điều xin. Đó, xin ngài nhìn đến uh, xin ngài nói nhìn đến cái lời đe dọa, ở đây là xin ngài để ý đến những lời đe dọa có nghĩa là giao cái chuyện đe dọa đó cho ngài, à, chúng con phó thác tin tưởng cho ngài, ngài quyền năng để đủ giải quyết những cái chuyện đó, đó. để chúng con an tâm chúng con đi rau giảng, à, tin mừng đức Kitô phục sinh. Rồi cái điều xin thứ hai là xin cái quyền năng chữa lành, giải thoát, làm những phép lạ, nhân danh chúa Giêsu Kitô. Để làm gì? Để cho muôn dân thấy được rằng là đức Giêsu Kitô thật sự đã phục sinh và đang sống động chứ không phải là một người đã chết nhưng mà người đã chết và phục sinh và đang hàng sống thì đó chúng ta thấy như vậy thì thưa anh chị em chúng ta phân tích mà sâu thêm nữa chúng ta thấy cái nội dung của cái lời nguyện này rất là tuyệt vời chính vì điều đó mà thánh thần bị đánh động Thánh thần bị đánh động đến độ người không cưỡng được Người phải đến Mà khi người đến thì cái, cái, cái sự hiện diện của người nó toàn năng Và nó toàn ái Không thể tưởng tượng được Nó làm rung chuyển nơi họ đang tụ hợp Đang cầu nguyện đó Và Người trang ngập họ Bản văn nói là ai nấy đều được trang đầy thánh thần Và bắt đầu mạnh dạng nói lời thiên chúa Cái ơn đầu tiên họ xin Đó cái ơn đầu tiên là mạnh dạng rao giảng lời ngài họ được liền tức khắc, một khi họ được trang ngập thần khí của chúa là họ được cái ơn đó đầu tiên và đương nhiên khi mà họ rao giảng mạnh dạng rao giảng rồi là kết quả nếu như chúng ta đọc tiếp sau những ngày sau là những phép lạ những phép lạ những điềm thiên sự chữa lành vô số kể ờ, như vậy Lời nguyện này một khi mà đã đánh đồng được Thánh Thần Chúa rồi và Thánh Thần tràn ngập trên họ trên chúng ta rồi thì chúng ta sẽ thấy kết quả một lời nói của chúng ta, một lời rao giảng của chúng ta, chứng từ của chúng ta đủ đánh đồng và đưa người ta trở lại đôi khi chưa còn đến cái phép lạ hay là chữa lành cơ. Đó, thưa anh chị em. Như vậy thì giáo hội cho chúng ta nghe uh, trong cái bối cảnh của cái 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 giai đoạn chúng ta đang chuẩn bị đến lễ hiền xuống trong những ngày này, chúng ta cùng suy niệm để thấy được cái tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống của cộng đồng giáo hội theo bài đọc 1, trong cái sứ mạng của một kẻ được rửa tội theo cái bài đáp ca trích từ Thánh Vịnh 2 và cuối cùng là để mà cái tầm quan trọng của Thánh Thần trong việc giúp chúng ta thấy được và vào được nước Thiên Chúa. Chúng ta cùng thành tâm mỗi ngày trong từ đây cho đến lễ hiền xuống ít nhất lần có đầu đọc một kinh về Chúa Thánh Thần hay là lần một chuỗi kính Chúa Thánh Thần thưa anh chị em để người có thể giúp cho chúng ta đi cầu nguyện cầu nguyện như cộng đồng nguyên khởi đầu tiên là một cái lời cầu nguyện rất quyền năng đánh động thần khí đến mức độ như vậy để giúp cho chúng ta biết sống trọn lòng hiếu tử của chúng ta với chúa là cha và để cho chúng ta biết trung thành với những cái cam kết của một kẻ làm con qua phép thánh tẩy amen